Polyp đại tràng là căn bệnh rất là thường gặp và phần lớn các trường hợp ung thư đại tràng lại xuất phát từ chính polyp đại tràng. Chính vì vậy mà thủ thuật cắt polyp đại tràng qua nội soi là một can thiệp không xâm lấn, cực kỳ ưu việt của nội soi đại tràng. Người bệnh hoàn toàn không đau đớn và thoát khỏi nguy cơ bị ung thư đại tràng. Sau cắt polyp đại tràng có rất nhiều những cái câu hỏi mà mọi người hay quan tâm và hay hỏi về phòng nội soi, như là polyp đại tràng này sau cắt thì nó có mọc trở lại hay không? Polyp đại tràng nó có biến đổi thành ung thư hay không? Sau cắt polyp đại tràng thì bao lâu sau chúng ta phải nội soi lại để kiểm tra? Rồi sau cắt polyp đại tràng chúng ta phải ăn uống, sinh hoạt như thế nào? Có phải kiêng khem gì không? Hôm nay phòng soi bọn mình sẽ làm clip này để giải đáp phần nào những quan tâm của các bạn. Xin mời các bạn. Polyp đại tràng là gì? Có biến đổi thành ung thư hay không? Polyp đại tràng là sự tăng sinh của các tế bào biểu mô lót ở trong lòng đại tràng, tạo ra các cái bướu thịt, các cái khối thịt thừa hay là các cái khối u lồi vào trong lòng đại tràng và chúng ta có thể phát hiện qua nội soi. Bản thân từ polyp đại tràng nó là một cái bướu thịt lành tính chứ hoàn toàn không phải ung thư đại tràng. Tuy nhiên, polyp tuyến đại tràng nó có thể chuyển dạng thành ung thư đại tràng mà nó không phụ thuộc vào kích thước. Chính vì vậy mà mọi loại polyp tuyến đại tràng đều cần phải cắt bỏ qua nội soi. Tuy nhiên chúng ta cũng không phải lo lắng sợ hãi bởi vì nó cần có thời gian, có thể là 5 năm, có thể là 10 năm. Chứ không thể nào là một sớm một chiều nó biến đổi ngay từ polyp thành ung thư đại tràng được. Tránh tình huống bọn mình gặp nhiều người bệnh rất là lo lắng, rất là sợ hãi. Người ta bị ám ảnh trong đầu là polyp đại tràng là ung thư đại tràng. Đây là một cái sự hiểu lầm rất là nguy hiểm. Có phải tất cả các polyp đại tràng đều phải cắt bỏ qua nội soi? Không phải tất cả các loại polyp ở đại tràng đều phải cắt bỏ qua nội soi. Polyp đại trực tràng được phân chia ra làm hai nhóm chính, đó là các polyp không tân sinh và các polyp tân sinh. Các polyp tân sinh thì bao gồm polyp tuyến là hay gặp nhất và polyp ung thư hóa. Các polyp không tân sinh thì hay gặp nhất đó là polyp tăng sản, ít gặp hơn đó là các polyp thiếu niên hay là các polyp viêm. Với các trường hợp polyp không tân sinh thì chỉ định cắt bỏ qua nội soi là không cần thiết, nó gây lãng phí và gây tốn thời gian, cũng như là có thể có cái biến chứng chảy máu. Các cái polyp tân sinh thì bắt buộc phải cắt bỏ qua nội soi. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để chúng ta phân biệt được đâu là polyp tân sinh và đâu là polyp không tân sinh? Thì cái này là chuyên môn của người bác sĩ nội soi sẽ nắm bắt được rõ. Bác sĩ nội soi có thể dựa vào cái màu sắc của cái polyp, dựa vào cái kiểu hình mạch máu và đặc biệt là cái kiểu hình cấu trúc của niêm mạc. Trong đó thì cái nội soi giải tần hẹp MPI nó sẽ có vai trò rất quan trọng, giúp cho bác sĩ nội soi sẽ định hướng được cái giải phẫu bệnh của polyp đó thuộc loại polyp nào, polyp tân sinh hay polyp không tân sinh, để từ đó đưa ra quyết định can thiệp điều trị là phải cắt hay không phải cắt. Chế độ ăn uống, sinh hoạt sau khi cắt polyp đại tràng như thế nào? Có phải kiêng khem gì không? Trong hầu hết các trường hợp thì cắt polyp đại tràng là một cái thủ thuật hoàn toàn không có đau đớn gì cả. Và đây là một thủ thuật an toàn, rất ít các biến chứng. Chính vì vậy mà sau khi cắt polyp đại tràng thì người bệnh có thể quay trở lại các hoạt động sinh hoạt hàng ngày ngay lập tức mà không phải kiêng khem đặc biệt nào cả. Tương tự như vậy, chế độ ăn uống cũng không phải kiêng khem bất cứ một cái chế độ đặc biệt nào. Tuy nhiên, cũng phải nhấn mạnh với các bạn rằng nếu các bạn đang có những cái bệnh nền khác như là bệnh đái đường hay các bệnh về tim mạch thì các bạn vẫn phải duy trì những chế độ ăn kiêng của cái bệnh đái đường, của bệnh tim mạch. Chứ bản thân cái thủ thuật cắt polyp thì sẽ không đòi hỏi một cái kiêng khem đặc biệt nào. Một số ít các trường hợp mà nó có các biến chứng hoặc là đe dọa các biến chứng sau cắt polyp đại tràng thì bác sĩ nội soi sẽ hướng dẫn cụ thể cho các bạn. Có thể các bạn sẽ phải hạn chế vận động nặng hay là thậm chí là phải nghỉ ngơi tuyệt đối, hay là trường hợp chảy máu xuất huyết thì có thể là các bạn sẽ phải nhịn ăn tuyệt đối, hay hoặc là có sợ những cái biến chứng thủng thì các bạn sẽ phải ăn những đồ mềm và theo dõi sát. Chính vì vậy mà nhiệm vụ của các bạn sau khi cắt polyp đại tràng là các bạn làm đúng theo hướng dẫn của bác sĩ nội soi. Nếu bác sĩ nội soi mà không có một cái chỉ đạo cụ thể nào, không có một hướng dẫn cụ thể nào thì các bạn có thể quay trở lại với chế độ sinh hoạt và ăn uống như hàng ngày. Biến chứng của cắt polyp đại tràng là gì? Sau khi cắt polyp phải theo dõi như thế nào? Như các bạn đã biết, cắt polyp đại tràng qua nội soi là một cái can thiệp rất là tối ưu. Ngoài chuyện người bệnh hoàn toàn không hề đau đớn thì cái phương pháp này cũng rất là ít các biến chứng. Có thể kể đến các biến chứng hay gặp đó là chảy máu,
rất hiếm gặp cái biến chứng nặng nề hơn đó là thủng, và một số ít trường hợp nó có thể là cái nhiễm khuẩn. Biến chứng chảy máu có thể xảy ra ngay sau khi cắt polyp và các bác sĩ có thể phát hiện ra ngay và can thiệp cầm máu qua nội soi, có thể là tiêm cầm máu hoặc là kẹp clip cầm máu. Có một tỷ lệ rất là nhỏ có thể chảy máu thứ phát sau cắt polyp. Chính vì vậy mà các bạn cần theo dõi cái màu sắc của phân sau khi mà cắt polyp. Nếu có những cái dấu hiệu như đi ngoài phân nhầy máu hay là đi ngoài dòng máu tươi thì các bạn cần phải thông báo cho bác sĩ và tái khám ngay. Với biến chứng thủng thì các triệu chứng như là bí trung đại tiện, rồi thì đau bụng dữ dội, bụng chướng ngày càng nhiều và người bệnh buồn nôn, nôn rất là nhiều. Thì nếu có những dấu hiệu này các bạn cũng cần phải lập tức nhập viện ngay. Rất nhiều người sợ hãi cái biến chứng mà nhiễm khuẩn cái sẹo cắt polyp do những cái dịch phân bẩn ở trong lòng đại tràng. Tuy nhiên thực tế trong quá trình làm việc của bọn mình cũng như là các tài liệu trên thế giới thì cái biến chứng này hầu như rất là hiếm gặp, cho nên các bạn hoàn toàn có thể yên tâm. Đâu đó ở trong y văn thế giới cũng thông báo có một số ca chấn thương vỡ lách hay là vỡ gan, thậm chí là viêm phúc mạc. Thì nếu các bạn có những cái dấu hiệu đau bụng bất thường hay có sốt hay là có bí trung đại tiện hay là có cái dấu hiệu đi ngoài phân nhầy máu thì các bạn cần nhập viện và thông báo cho bác sĩ ngay. Sau cắt polyp đại tràng, bao lâu sau phải nội soi kiểm tra lại? Có rất nhiều bạn quan tâm đến vấn đề là sau cắt polyp đại tràng thì bao lâu sau chúng ta sẽ phải đi nội soi kiểm tra lại. Con số này nó sẽ không cố định và nó phụ thuộc vào số lượng polyp, phụ thuộc vào cái kích thước của polyp đã cắt, phụ thuộc vào bản chất mô bệnh học của cái polyp, như đó là polyp tuyến ống, polyp tuyến nhung mao hay đó là polyp tuyến ống nhung mao. Nó phụ thuộc vào mức độ loạn sản của polyp và đặc biệt là nó phụ thuộc cả vào những cái yếu tố nền của người bệnh mà người bác sĩ sẽ quyết định cái thời điểm tiếp theo mà chúng ta phải đi nội soi kiểm tra lại. Với những trường hợp mà polyp không cuống lớn có nguy cơ bỏ sót tổ chức polyp trong khi cắt thì sẽ phải nội soi kiểm tra lại trong vòng 2 đến 6 tháng. Với những trường hợp mà có polyp tuyến bất kỳ kèm theo những bệnh nền cùng mắc như là viêm loét đại trực tràng chảy máu hay bệnh Crohn, hay là những trường hợp đa polyp có tính chất di truyền như hội chứng đa polyp tuyến có tính chất gia đình, hội chứng Pottsiker, hay là những trường hợp mà đa polyp răng cưa thì chúng ta sẽ phải nội soi kiểm tra lại hàng năm. Với những trường hợp mà những người bệnh có trên 10 polyp tuyến thì sẽ phải nội soi kiểm tra lại trong vòng 1 đến 3 năm. Với những trường hợp có từ 2 đến 10 polyp tuyến hoặc là có bất cứ polyp tuyến nào có kích thước trên 10 mm, hoặc là có bất kỳ polyp tuyến nào có loạn sản độ cao, hoặc là với bất kỳ polyp tuyến nhung mao nào, hoặc là có những trường hợp polyp răng cưa kích thước trên 10 mm, hoặc là bất kỳ polyp răng cưa nào mà có loạn sản thì chúng ta phải nội soi kiểm tra lại trong vòng 3 năm. Với những trường hợp mà có từ 1 đến 2 polyp tuyến kích thước dưới 10 mm và có loạn sản độ thấp, hoặc là những trường hợp mà polyp răng cưa kích thước dưới 10 mm và không có loạn sản thì chúng ta sẽ nội soi kiểm tra lại trong vòng 5 năm. Với những trường hợp mà polyp tăng sản mà chỉ ở trực tràng hoặc đại tràng sigma thì chúng ta phải nội soi kiểm tra lại trong vòng 10 năm. Polyp đại tràng cắt rồi có tái phát hay mọc trở lại không? Không, chắc chắn là không. Polyp đại tràng đã cắt rồi thì không thể nào mọc trở lại được nữa. Chúng ta cần phân biệt rõ rằng có một số trường hợp mà chuẩn bị đại tràng không sạch thì sẽ có những cái polyp bị bỏ sót. Đây là những polyp mà chúng ta chưa phát hiện ra chứ không phải là polyp đã cắt rồi nó mọc trở lại. Cũng có những trường hợp bỏ sót do lỗi của bác sĩ, có thể do bác sĩ thiếu kinh nghiệm, cũng có thể do không có đủ thời gian để quan sát đánh giá kỹ những cái đoạn đại tràng khó, những đoạn đại tràng gập góc. Nhiều nghiên cứu đã công bố rằng tỷ lệ tái phát polyp sau cắt polyp đại tràng nó có thể lên tới 30%. Chính vì vậy mà các bạn vẫn cần phải đi khám nội soi định kỳ kiểm tra lại theo đúng hướng dẫn của bác sĩ, tránh những tình huống đáng tiếc xảy ra. Thực tế bọn mình gặp những trường hợp rất là đau lòng. Người ta nghĩ trong đầu người ta được mọi người nói chuyện rằng polyp có chân, thành ra sau khi cắt xong polyp nó lại mọc trở lại. Chính vì vậy mà có những trường hợp người ta từ chối, người ta không cắt polyp mặc dù đây là những cái polyp to, nguy cơ ung thư rất là cao. Gần đây nhất bọn mình gặp một bà cụ 75 tuổi. Bà cụ soi có rất nhiều polyp trong đại tràng. Bà cụ cũng tâm sự rằng trước đây hơn 10 năm trước thì đã đi nội soi và phát hiện có polyp. Bác sĩ yêu cầu cắt nhưng mà bệnh nhân không đồng ý, bởi vì mọi người nói chuyện là polyp có chân, cắt xong thì nó lại mọc lại cho nên là không cắt.
Rất là đau lòng là bệnh nhân có một cái khối ung thư ở đại tràng phải rất là to, nó gây hẹp gần hết cái lòng đại tràng. Và ở bệnh nhân thì có triệu chứng tắc ruột rất là rõ ràng, triệu chứng ban tắc ruột, triệu chứng mà thiếu máu rất là rõ. Cắt polyp đại tràng có đau không? Rất nhiều bạn là lo lắng và sợ hãi, tưởng cắt polyp nó giống như một cuộc phẫu thuật hay một cuộc mổ sẽ rất đau đớn. Nhưng mình khẳng định lại một lần nữa rằng cắt polyp đại tràng qua nội soi là một cái ưu việt cực kỳ lớn của nội soi. Đây là một can thiệp không xâm lấn và hoàn toàn không có đau đớn gì cả. Chúng ta biết rằng là polyp đại tràng nó xuất phát từ lớp niêm mạc của đại tràng. Ở cái lớp niêm mạc này nó sẽ không có các tế bào nhạy cảm thần kinh đau. Chính vì vậy mà các thủ thuật như cắt polyp hay là sinh thiết hay là tiêm cầm máu, chúng ta hoàn toàn không hề cảm giác thấy đau đớn gì cả. Rất nhiều bạn nhầm lẫn cái cảm giác đau trong quá trình nội soi đại tràng, đó là khi mà dây soi đi qua các đoạn đại tràng gập gốc thì các cái mạc treo ruột nó giãn ra, nó gây đau. Hay là một số ít bác sĩ thiếu kinh nghiệm trong quá trình nội soi phải bơm hơi nhiều thì cái tình trạng giãn cái lòng đại tràng nó gây ra đau. Chứ còn bản thân cái thủ thuật cắt polyp đại tràng này hoàn toàn không gây ra đau đớn gì cả. Có cách nào dự phòng tránh bị polyp đại tràng không? Cũng có rất nhiều bạn quan tâm đến vấn đề dự phòng, làm thế nào để chúng ta phòng tránh không bị polyp đại tràng. Cho đến nay thì khoa học đã phát hiện ra những yếu tố nguy cơ nó sẽ làm tăng tỷ lệ bị polyp đại tràng. Có những yếu tố nguy cơ mà chúng ta không thể thay đổi được như là tuổi, giới, yếu tố di truyền. Tuy nhiên cũng có nhiều yếu tố nguy cơ mà chúng ta có thể thay đổi được. Có những yếu tố nguy cơ nó mang tính chất tiêu cực như là những người hút thuốc lá, những người uống rượu, bia và các chất kích thích, những người sử dụng các cái thịt đỏ nhiều, những người sử dụng các chất béo nhiều, hay những người mà ít vận động, thừa cân béo phì. Đây là những yếu tố nguy cơ nó làm tăng tỷ lệ bị polyp đại tràng. Thế thì chúng ta tránh những yếu tố nguy cơ này ra thì chúng ta sẽ ít nguy cơ bị polyp đại tràng hơn. Ngoài ra có những yếu tố nó đóng vai trò tích cực, nó giúp làm giảm tỷ lệ bị polyp đại tràng như là hoạt động thể lực nhiều, ăn các thức ăn mà nó giàu canxi và giàu folate, chúng ta ăn những thức ăn nhiều chất xơ, hay chúng ta ăn rau quả nhiều. Cũng có những nghiên cứu công bố rằng sử dụng aspirin liều thấp hay là các thuốc giảm đau chống viêm không steroid nó có thể làm giảm tỷ lệ bị polyp đại tràng. Với cá nhân mình thì mình thường không khuyên bệnh nhân sử dụng các thuốc này, bởi polyp nó có thể xuất hiện bất cứ một thời điểm nào trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta không thể nào cả đời dùng aspirin, không thể nào mà cả đời chúng ta dùng các thuốc giảm đau chống viêm được, bởi vì cái nguy cơ của nó sẽ lớn hơn so với cái lợi ích mà nó mang lại. Cá nhân mình thì mình rất mong muốn rằng chính việc các bạn nội soi định kỳ theo đúng hướng dẫn của bác sĩ, đây là một cái cách tầm soát ung thư đại trực tràng nói chung và cũng như là tầm soát và dự phòng cái polyp trực tràng đại tràng nói riêng cực kỳ tốt. Trên đây là những câu hỏi mà phòng soi bọn mình thường xuyên nhận được, chính vì vậy mà bọn mình trao đổi với các bạn về những cái câu hỏi như thế này. Nếu các bạn mà có một câu hỏi nào, các bạn cứ comment, bọn mình sẽ cố gắng hồi đáp, và nếu có nhiều câu hỏi cùng một nội dung thì bọn mình sẽ lại làm những cái clip tiếp theo.